một vụ tai nạn xảy ra chiều ngày 6 tháng 11 năm 2017 trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, đoạn qua phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, làm một người đi xe máy chết tại chỗ. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Phúc, 33 tuổi, quê ở huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Người dân cho biết khi xảy ra tai nạn, anh Phúc không đội mũ bảo hiểm, chạy xe máy mang biển số 35B1-86541 đi trên đường Mỹ Phước Tân Vạn hướng từ tỉnh Đồng Nai về Bình Dương. Khi xe máy của anh Phúc đi đến một đoạn đường nhánh dân sinh giao với đường Mỹ Phước Tân Vạn thì va chạm với một người phụ nữ đi xe máy từ trong đường nhánh đi ra. Vụ va chạm làm anh Phúc ngã đập đầu xuống đường chết tại chỗ. Rất may không xảy ra thương tích với người phụ nữ xe máy. Sau khi tai nạn xảy ra, công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã nhanh chóng có mặt điều tiết giao thông và khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân.